Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Lâm Đồng tập trung triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2019. Ghi nhận về ngày thi đầu tiên kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị tăng kiểm tra xuất xứ kinh doanh gỗ dán. Đấu tranh với tội phạm ma túy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 25 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019. Cùng dự có đại diện thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, Hiệp hội Vận tải ô tô Lâm Đồng và lãnh đạo địa phương 12 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội địa phương đã tích cực chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên vẫn chưa đạt được mục tiêu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh xảy ra 96 vụ, 70 người chết, 61 người bị thương. Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 24 vụ, làm 23 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 17 vụ, giảm trên 15%, tăng 1 người chết, tăng 1,45%, giảm 19 người bị thương, giảm trên 23%. Trong đó, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Chi Linh, Đà Tẻ là 4 địa phương có số vụ, số người chết và bị thương tăng so với cùng kỳ. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện xử phạt 26.800 trường hợp, tạm giữ hơn 2.500 xe mô tô, 188 xe ô tô, thu phạt hơn 19,4 tỷ đồng. Tức gần 1.200 giấy phép lái xe. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải ra quyết định xử lý 491 trường hợp vi phạm hành chính về giao thông đường bộ với số tiền phạt là 2 tỷ đồng. Tại hội nghị, đại diện các địa phương, các sở ngành đã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tình hình tai nạn giao thông tăng cao, đồng thời đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, phối hợp liên lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe ben chở cát trên quốc lộ 20-27, cũng như các phương tiện chở quá tải trọng, các trường hợp đón trả khách không đúng quy định, không đúng lịch trình tuyến đã đăng ký, có giải pháp khắc phục và cảnh báo ở các điểm đen, đặc biệt là phòng chống ùn tắc giao thông cục bộ tại thành phố Đà Lạt, xử lý hình sự với các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, v.v. Kết luận hội nghị, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, phát động trong nhân dân đã tăng đáng kể so với cùng kỳ. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý các địa phương cần tăng cường các giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, đặc biệt là trong dịp hè, trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2019, Festival Hoa 2019, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2019. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xây dựng kế hoạch, lộ trình để triển khai xử lý hoặc phối hợp xử lý kịp thời những điểm đen tai nạn giao thông, những nút thắt ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, như dự án đường vành đai thành phố Đà Lạt, các nút giao thông ở trung tâm thành phố Đà Lạt, các bãi đậu xe trong tỉnh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị gắn với các chương trình kế hoạch lâu dài nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với thí sinh cả nước, hôm nay 25 tháng 6, hơn 13.600 thí sinh tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng đã bước vào ngày thi đầu tiên ở tại 38 điểm thi với hai môn ngữ văn và toán theo hình thức tự luận. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Như vậy, so với số lượng thí sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 tại Lâm Đồng, số thí sinh tham gia dự thi giảm 55 thí sinh, chiếm tỷ lệ 0,4%. Trong đó có 25 thí sinh trung học phổ thông, 2 thí sinh giáo dục thường xuyên, 28 thí sinh tự do. Trong buổi sáng, với 600 phòng thi được đặt tại 38 điểm thi ở các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng, các thí sinh đã bước vào môn thi đầu tiên là ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.
thi theo hình thức tự luận. Năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cân đối từng đề thi, đảm bảo độ chênh lệch khó dễ giữa các đề là ngang nhau, đặc biệt chú trọng tính phân hóa. Vì vậy, thí sinh phải có sự phân tích bài làm một cách chuẩn xác. Trên cơ sở đề thi chia làm hai phần, phần đọc hiểu bài thơ Trước biển của Vũ Quỳnh Phương và phân tích một đoạn trích trong bài Ai đã đặt tên cho dòng sông của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đa phần thí sinh từ trung học phổ thông hay thí sinh tự do đều phấn khởi bởi đề bài sát với chương trình học. Độ khó không cao, có thể đạt điểm trung bình dễ dàng. Câu hỏi nghị luận xã hội với nội dung đề cập đến sức mạnh ý chí của con người được nhiều thí sinh đánh giá hay và phù hợp với thế hệ trẻ hiện nay. Đề thi năm nay thì đối với em là tương đối là vừa sớt, tại vì đề ra thì cũng dễ, với lại nếu mà mấy bạn mà cũng chưa ôn gì á hoặc là có ôn sơ thì khi nhìn vào đề á thì cũng có thể hiểu được nội dung của bài thơ ở phần đọc hiểu, với lại là cái đoạn trích ở phần văn làm văn. Đối với em là một cái đứa cũng không thích môn văn mấy, mà khi làm đề này thì em cảm thấy rất là thoải mái và không có bị áp lực tâm lý nhiều. Em là thí sinh tự do công tác ở Học viện Lục quân ạ. Em thi vào Học viện Lục Học viện Biên phòng. Năm nay cảm thấy là đề thi năm nay vừa sức làm bài. Cán bộ trong học viện tạo điều kiện những giờ nghỉ với lại tạo cơ hội cho học tập ưu tiên hơn. Phần thi hôm nay em cảm thấy là làm khoảng được trên 60%. Buổi chiều thí sinh tiếp tục thi môn toán, đây là một trong 3 môn thi bắt buộc ngoài ngữ văn và ngoại ngữ. Với tổng số 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Thí sinh cho rằng thời gian này phù hợp để làm đề thi này bởi trong từng câu hỏi không đòi hỏi thí sinh phải lập luận nhiều, các bước giải thực hiện có thể cho ra kết quả nhanh. Với em thì đề thi năm nay thì nếu như mà với sức của học sinh trung bình thì sẽ làm được 30 câu. Còn nếu so với bộ 20 câu còn lại thì sẽ cho học sinh nâng cao. Em làm khoảng được tầm 35-38 câu. Và trong 30 câu thì nó nằm trong kiến thức rất là dễ, mình chỉ cần nhìn vô, nếu như học bài thì có thể làm bài được. Như vậy, sau hai môn thi ngữ văn và toán, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tỉnh Lâm Đồng đã có một trường hợp vi phạm quy chế thi từ thí sinh thi môn ngữ văn tại điểm thi trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân Đà Lạt và đã bị đình chỉ thi. Đối với tình hình khu vực, trường thi vẫn đảm bảo an toàn. Khởi đầu với đề thi vừa sức đã giúp tâm lý học sinh thoải mái để tiếp tục cho những môn thi tiếp theo vào những ngày tới. Ngày mai 26 tháng 6, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai với tổ hợp môn thi khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học và sinh học. Thời gian làm bài mỗi môn thi là 50 phút theo hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về không khí tại các điểm thi trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng nước tưới và bón phân hợp lý là hai yếu tố quan trọng trong quá trình chăm sóc, quyết định hiệu quả canh tác. Với hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm bằng hình thức nhỏ giọt hoặc phun mưa sẽ giảm thiểu chi phí về vật tư nông nghiệp, thời gian và công chăm sóc nhưng lại gia tăng năng suất chất lượng nông sản. Chúng ta hãy tìm hiểu qua phóng sự sau. Anh Tiêu Văn Phước ở xã Nam Hà, huyện Lâm Hà là một người gắn bó với nghề nông nhiều năm nay. Anh chú trọng công tác đầu tư chăm sóc nhằm phát triển vườn cây nhà mình. Để giải quyết bài toán về việc giảm thiểu chi phí đầu vào mà vẫn nâng cao được hiệu quả canh tác, anh đã tìm hiểu thông tin và đưa vào ứng dụng hệ thống tưới thông minh. Với cái hệ thống tưới này tiết kiệm được khoảng độ 10 phần, nó chỉ bằng 1 phần 10 so với mấy cái nhân công mà tưới tay thôi. Hai nữa mình chủ động được cái thời gian tưới, mình có thể là tưới cả buổi tối hoặc có thể là tưới cả buổi đêm chẳng hạn, nhưng mà tưới tay thì chẳng ai tưới, trong cái thời vụ nó khẩn cấp thì không ai tưới. Nếu nó quá hạn quá nắng mà mình cứ đi thuê người tưới tay có khi thuê cũng chẳng được hay là gì đó, vì cái số lượng vườn này tôi nó rất là lớn. Nên tôi rất cần một cái hệ thống tưới. Cái lượng nước cung cấp cho nó là vừa đủ cho cây cà phê vừa để nở hoa và làm trái. Thế thôi, vì cái lợi ích của nó là chỉ có chừng đó. Còn bón phân á, thì cái bước đầu tiên á, là tiết kiệm được cái tiền của công nhân đi bón rải từng gốc và tiết kiệm được cái phân nó không có rửa trôi hoặc là nó bay hơi, cũng như là sử dụng cái phân của mình sử dụng gần như hoàn toàn 100%. Được biết với hệ thống tưới này, mỗi gốc cây trong một giờ sẽ được cung cấp khoảng 170 lít nước và chỉ tốn 1 phần 10 công tưới so với tưới tay trước đây.
Ngoài ra, hệ thống tưới thông minh còn tích hợp cả khả năng tưới phân tự động, với việc tiết kiệm được khoảng 40% phân bón, nhưng lại giúp cây trồng hấp thu phân bón tốt nhất do không bị bốc hơi, rửa trôi và dư thừa. Hiện nay, chi phí trung bình đầu tư hệ thống tưới thông minh hết khoảng 25 triệu đồng cho 1 hecta đối với cây dài ngày và 30 triệu đồng 1 hecta đối với cây ngắn ngày. Các thiết bị đường ống khá thuận lợi cho nông dân sử dụng. Các ống dây mềm dễ dàng di chuyển khi nông hộ làm cỏ, làm đất, đồng thời quá trình lắp đặt vận hành cũng không quá phức tạp. Chỉ cần đơn vị cung cấp vật tư hướng dẫn là nông dân có thể chủ động hoàn toàn việc vận hành hệ thống tưới thông minh này. Cái giải pháp tưới cho bà con nông dân thì các giải pháp tưới nó sẽ phụ thuộc theo tùy theo cái đặc thù và cái nhu cầu sử dụng nước của từng loại cây khác nhau, thì bên công ty sẽ cung cấp các giải pháp tưới cho nó phù hợp. Thì hiện tại là mình đang đứng ở vườn là tưới bơ, nhưng mà nó sẽ tùy theo cái nhu cầu tưới và cái chi phí bà con muốn để mà đầu tư. Nếu mà muốn đầu tư chi phí thấp thì mình sẽ sử dụng cái phương án là ống mềm. Nếu mình muốn đầu tư chi phí nó cao thì mình sẽ sử dụng phương án ống cứng. Thì cái ưu điểm của phương án ống mềm là chi phí sẽ thấp và rẻ. Bù lại thì cái thời hạn sử dụng của cái ống mềm là khoảng chừng 3 năm. Còn phương án ống cứng thì chi phí nó sẽ cao hơn, thì cái thời hạn sử dụng là 10 năm. Chúng ta kết hợp vừa tưới nước, vừa kết hợp bón phân cùng một lúc, và thậm chí có thể đưa các loại phân thuốc hóa học vào ở trong cái hệ thống tưới để chúng ta phòng trừ sâu bệnh hại, giảm được cái chi phí, cái lượng nước tưới, giảm được cái công lao động, giảm được cái chi phí trên một vườn sản xuất. Và hiện nay được áp dụng tương đối là rộng rãi trong cái việc tưới nhỏ giọt, nhỏ giọt. Và đặc biệt là trên vườn cà phê với diện tích hơn 170.000 hectare của Lâm Đồng chúng ta hiện nay, thì cái việc áp dụng cái này là vô cùng cần thiết. Với cái chi phí mà áp dụng ở Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, người ta đã nghiên cứu ứng dụng và triển khai rộng rãi ở khu vực Tây Nguyên, đó là phương pháp tưới tiết kiệm cho cà phê. Thì cái phương pháp này khi chúng ta áp dụng vào thì sẽ giảm được rất là nhiều, mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, giảm được cái công lao động, giảm được lượng nước tưới từ 40 đến 50%. Hiện nay diện tích cây trồng được tưới tiết kiệm, tưới thông minh còn thấp. Ngành chức năng Lâm Đồng luôn có nhiều giải pháp để tuyên truyền, hỗ trợ nông dân áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm do đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm còn khá cao. Việc ứng dụng giải pháp tưới thông minh không chỉ giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng cây trồng, đưa nông dân phát triển một nền nông nghiệp thông minh, mà còn góp phần quan trọng trong việc tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, một tài nguyên quan trọng đối với cuộc sống và sản xuất đang có nguy cơ ngày càng cạn kiệt. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, Lâm Đồng tăng cường công tác kiểm dịch động vật sau khi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại huyện Đức Trọng. Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn Lâm Đồng. Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy hải sản Lâm Đồng cho biết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng. Ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra xác minh và tiêu hủy 82 con heo. Trong đó có 13 hộ ở 4 thôn thuộc xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng có heo bị mắc bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huyện Đức Trọng thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi và huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời tại huyện Đức Trọng, đồng thời điều hành công tác phòng chống dịch hiệu quả. Chuẩn bị vật tư, phương tiện, vật tư hỗ trợ nông dân, trang trại, tiêu hủy heo, theo hướng ưu tiên chôn lấp, đốt tại chỗ trong vòng 24 giờ, ngay sau khi phát hiện heo chết. Triển khai khẩn trương công tác tiêu độc khử trùng toàn bộ các phương tiện vận chuyển ra vào địa bàn có dịch và các trang trại hộ chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm soát giết mổ trên địa bàn, không để tình trạng bắn chạy heo nhiễm bệnh xảy ra trên địa bàn. Như vậy, Lâm Đồng là tỉnh thành 60 trên 63 tỉnh thành có heo mắc bệnh tả lợn châu Phi. Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. đã chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan sang các địa phương khác trong tỉnh, thông qua công tác kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển lưu thông động vật, đặc biệt là heo qua các chốt kiểm dịch động vật.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. đã đến kiểm tra công tác kiểm soát chốt chặn việc lưu thông động vật và các sản phẩm từ động vật, bao gồm cả phân gia súc gia cầm ở các địa bàn Cát Tiên, Đạ Oai và Đạ Tẻ. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. yêu cầu các địa phương trong toàn tỉnh, nhất là các huyện giáp ranh cần chú trọng công tác kiểm soát lưu thông động vật và các sản phẩm từ động vật, đặc biệt là heo. Không để xảy ra tình trạng nhập nội động vật không có nguồn gốc, khuyến cáo nhân dân vệ sinh chuồng trại. Khi có dịch xảy ra, tuyệt đối không giấu dịch và báo cáo ngay chính quyền địa phương để có phương án xử lý đúng cách và được hỗ trợ kinh phí kịp thời. Thời gian tới, Ban Quản lý Dự án đường Trường Sơn Đông sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để cố gắng hoàn thành công trình đúng tiến độ. Theo Ban Quản lý Dự án 46 Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, đơn vị trực tiếp thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông cho biết, đến nay dự án đã triển khai được 68 gói thầu. Về khối lượng thực hiện được trên 90% hạng mục công trình. Riêng 10 km còn lại đoạn giáp ranh giữa Lâm Đồng và Đắk Lắk do vướng các thủ tục liên quan đến diện tích đất rừng nên chưa thể triển khai. Hiện nay chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công tập trung thi công những hạng mục còn lại, cũng như đề xuất các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thực hiện thông tuyến nhằm hoàn thành dự án trước năm 2021. Được biết dự án đường Trường Sơn Đông được khởi công từ năm 2007 có chiều dài khoảng 657 km, tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng. Riêng đoạn tuyến đi qua tỉnh Lâm Đồng có chiều dài khoảng 52 km, gồm 9 gói thầu, chiếm 7,7% tổng chiều dài toàn tuyến, với tổng mức đầu tư khoảng 853 tỷ đồng. Đây là tuyến đường xuyên suốt đi qua 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, kết nối với quốc lộ 1A ở phía Đông và đường Hồ Chí Minh ở phía Tây, kết nối với 9 quốc lộ. Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược phòng thủ quốc gia, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều 25 tháng 6, Học viện Lục quân tổ chức nói chuyện chuyên đề với chủ đề xây dựng gia đình trong thời đại 4.0. Tại buổi nói chuyện, cán bộ, giảng viên, các phòng ban chuyên môn và các tổ chức công đoàn Học viện Lục quân đã được giảng viên chính Lê Thanh Nga đến từ Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu một số nội dung quan trọng liên quan đến gia đình, ý nghĩa, tầm quan trọng của gia đình, cuộc cách mạng 4.0 ảnh hưởng đến với mỗi gia đình và những biện pháp xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua buổi nói chuyện chuyên đề lần này, Học viện Lục quân mong muốn giúp toàn thể cán bộ, giảng viên, học viện và công nhân viên trong toàn học viện hiểu thêm về những giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa của gia đình, tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, đồng thời qua đó góp phần xây dựng mỗi gia đình ngày càng ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trước đó, Học viện Lục quân đã tổ chức một số hoạt động thiết thực như hội thi vẽ tranh, tháng hành động vì trẻ em và một số hoạt động văn hóa văn nghệ sôi nổi để hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Sáng 25 tháng 6, tỉnh đoàn Lâm Đồng đã phối hợp với trường chính trị tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh bí thư đoàn cơ sở cho 160 học viên là bí thư, phó bí thư đoàn xã, cán bộ quy hoạch dự nguồn cho các đoàn xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được trang bị những kiến thức về đấu tranh với các thế lực thù địch qua mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Thông tin tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong tỉnh, trong nước, khu vực và thế giới, hướng dẫn các bài dân vũ, phương pháp thiết kế trò chơi nhỏ, trò chơi lớn, kỹ năng quản trò, các kỹ năng sinh hoạt tập thể, tập huấn an toàn giao thông, hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho tổ chức đoàn thanh niên, v.v. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, đồng thời tạo cơ hội cho cán bộ đoàn được giao lưu học tập kinh nghiệm trong thực tiễn công việc, qua đó nâng cao công tác đoàn trong giai đoạn hiện nay. Nhằm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, sáng nay 25 tháng 6 tại thành phố Đà Lạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình triển lãm giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ năm 2019. Tại đây, 12 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương đã được Hội Phụ nữ các huyện mang đến như gạo Cát Tiên, mắc ca Di Linh, thổ cẩm Bảo Lâm, rau củ quả nông nghiệp công nghệ cao của Hội Phụ nữ thành phố Đà Lạt, v.v. Qua đó góp phần quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm cho chị em trong quản lý và xây dựng thương hiệu cũng như tìm đầu ra cho các sản phẩm. Chương trình đã thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ và người dân tham gia, tạo sức lan tỏa cho phong trào khởi nghiệp của địa phương.
Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: đề nghị tăng kiểm tra xuất xứ kinh doanh gỗ trắng. Mới đây, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan rà soát kiểm tra công tác quản lý, kiểm tra xuất xứ gỗ dán xuất khẩu, nhập khẩu của các cơ quan hải quan từ năm 2018 đến nay, tăng cường biện pháp kiểm tra xuất xứ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ dán của các doanh nghiệp. Cụ thể, trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương nêu rõ, mặt hàng gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, và đến nay thuế xuất thuế nhập khẩu đã nâng từ 10% lên 25%. Điều này đang làm gia tăng nguy cơ gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa, có khả năng tác động tiêu cực đến sản xuất, chế biến gỗ dán của Việt Nam. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, phía Mỹ đã có nghi vấn và đang tiến hành điều tra các doanh nghiệp nhập khẩu vi phạm đối với sản phẩm gỗ dán cứng từ Trung Quốc, trong đó có sự liên đới của một số doanh nghiệp Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng gỗ dán xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 đã tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Sau khi có thông tin cho rằng sản phẩm TV Asanzo thực chất là hàng Trung Quốc nhưng đã được gắn mác hàng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Tài chính, Cơ quan Thường trực, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh. Trong khi chưa có kết luận chính thức, thì một số siêu thị điện máy đã quyết định tạm ngưng kinh doanh sản phẩm này. Sáng ngày 24 tháng 6, khảo sát tại hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim tại phố Tràng Thi, Hà Nội cho thấy không còn một sản phẩm mang thương hiệu Asanzo nào được bày bán. Đại diện siêu thị điện máy này cho biết đã ngưng bán sản phẩm thương hiệu Asanzo. Trước đó, các sản phẩm Asanzo cũng được bày bán khá là khiêm tốn trong hệ thống. Thương hiệu Asanzo này đưa vào Nguyễn Kim tháng 11 năm 2018. Thì theo như thông tin phản ánh của báo Tuổi Trẻ ngày 21 tháng 6, thì tất cả những sản phẩm liên quan đến thương hiệu Asanzo mà chúng tôi cũng sẽ không bày bán và cũng không trưng bày quầy kệ. Chờ đến khi có kết quả từ cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Chuyên gia chống hàng giả cho rằng việc lấy hàng gần như là sản xuất hoàn toàn của nước ngoài, sau đó về Việt Nam gắn mác Made in Việt Nam là vi phạm luật pháp, vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Đây là hành vi giả nhãn mác đánh lừa người tiêu dùng, là điều không thể chấp nhận được. Thực tiễn ở trên thị trường Việt Nam, nào là hàng điện máy, hàng tủ lạnh, rồi tivi, rồi các cái hàng quạt điện vân vân, tất cả các hàng điện máy thì hầu hết là mua từ nước ngoài và ghi Made in Việt Nam và chất lượng cao. Tôi đẹp, tôi không đặt vấn đề chất lượng cao, mà tôi đặt vấn đề là sản ghi miệt Việt Nam, Made in Việt Nam là không đúng về mặt luật pháp, đúng về mặt luật sở hữu trí tuệ không cho phép làm như vậy. Việt Nam đã tham gia hiệp định CPTPP và rất nhiều hiệp ước FTA, trong đó quy định rất rõ hàng được đóng mác Made in Việt Nam là phải có từ 35 đến 55% là linh kiện sản xuất nội địa thì mới được dán mác. Tuy nhiên ở trong nước lại chưa có quy định tiêu chí rõ ràng. Cái lỗ hổng của chúng ta đây là chúng ta cam kết với quốc tế, thế nhưng mà chúng ta lại không cam kết với chúng ta. Tức là chưa có một văn bản nào quy định là có bao nhiêu phần trăm hàng hóa bán trên thị trường được công nhận là hàng Việt Nam, có bao nhiêu phần trăm linh kiện nội, bao nhiêu phần trăm linh kiện ngoại. Và chính đây là một lỗ hổng mà Asanzo đã lợi dụng vào để đánh lừa người tiêu dùng. Tôi nghĩ là như vậy. Hiện nay cũng có quan niệm giải thích rằng cứ sản xuất lắp ráp trên đất nước Việt Nam thì là hàng Made in Việt Nam. Tuy nhiên về mặt luật pháp thì cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn nữa. Trong câu chuyện này, một là doanh nghiệp chưa hiểu pháp luật, nhưng cũng có thể doanh nghiệp cố tình lách luật để trục lợi. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh về việc gắn mác xuất xứ của sản phẩm Asanzo, thì có thể thấy rằng việc xây dựng tiêu chí hàng Việt cần có phải quy trách nhiệm của nhà phân phối, nhà ban danh hiệu, cho doanh nghiệp phải quay trở lại kiểm tra thực tế sản xuất doanh nghiệp theo định kỳ. Thông tin cuối của bản tin tối nay, nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, Lâm Đồng nỗ lực trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Liên tiếp trong thời gian gần đây,
các tỉnh thành trong nước đã đấu tranh phát hiện nhiều đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn. Tại Lâm Đồng, tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, đặc biệt là ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng. Làm gì để ngăn ngừa đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này? Chúng ta cùng đến với phóng sự sau, nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Trộm cắp xe máy cậy. Trộm cắp hàng loạt xe máy là hai vụ án mà công an thành phố Bảo Lộc triệt phá trong thời gian qua. Hầu hết các đối tượng phạm tội đều còn trẻ và liên quan đến ma túy. Do anh nghiện ma túy đá, anh không có tiền sử dụng nên tiếp tục vào đường này. Đi nếu mà đi gặp xe nào có cắm chìa khóa sẵn thì lấy, còn không thì xe nào dễ thì dùng vam phá khóa phá. Sau đó thì em tiêu thụ như thế nào? Sau đó thì đem qua Bình Phước bán tiêu thụ rồi lấy số tiền để em mua ma túy đá sử dụng đấy. Rồi còn phần còn lại thì chia nhau tiêu xài. Hay như trong vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương này, đối tượng sau khi phê ma túy đã gây ra tai nạn giao thông liên hoàn, vẫn ngồi trên xe ô tô phấn khích lắc múa theo tiếng nhạc. Điều này cho thấy những hệ lụy khó lường và diễn biến phức tạp của loại tội phạm liên quan đến ma túy hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ma túy, trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng luôn xác định, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo tăng cường triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Chúng ta nắm bắt được cái hoạt động của đối tượng ma túy, nhận biết như thế nào là tổ chức sử dụng ma túy, như thế nào là mua bán ma túy để chúng ta có biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Tôi lấy ví dụ trong nhà trọ thì chúng ta thấy là khi có những cái biểu hiện tụ tập mở nhà to, làm ăn công việc làm ăn nó không ổn định, mà cái nguồn thu nhập về kinh tế thì có những cái biểu hiện bất minh đó, thì chúng ta là cũng nên để ý. Thứ hai nữa là đi sớm về khuya, thường quan hệ giao du và cái quy luật đi lại là bất bình thường so với những người lao động khác đó, để chúng ta nhận biết được. Mà khi có những cái tình hình mà có liên quan đến hoạt động nghi vấn của đối tượng ma túy thì đề nghị là quần chúng nhân dân, những người có trách nhiệm là báo cáo kịp thời về cái cơ quan công an nơi gần nhất. Rồi thì có một số là có một anh ở kia là thuê phòng, đằng này cũng không biết, chưa kịp đăng ký. Xong rồi đăng ký cái phòng kiểm tra tới thì bất ngờ quá. Tôi mới phát hiện như thế, tôi mới báo với công an, thì công an là bắt. Theo công an tỉnh Lâm Đồng, ngoài việc thông tin về tình hình tội phạm ma túy đến nhân dân, các tổ dân phố, khu phố, các lực lượng chức năng đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền trực quan đối với học sinh, sinh viên, các trường học trên địa bàn tỉnh, cung cấp những kiến thức cơ bản về cách nhận biết, phân biệt tác hại của các loại ma túy, các thủ đoạn của tội phạm ma túy trong việc dụ dỗ, lôi kéo giới trẻ sử dụng và buôn bán các loại ma túy, cách bảo vệ bản thân trước hiểm họa của ma túy. Ngoài ra, với vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng công an các địa phương đã chủ động triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống ma túy. Gọi hỏi, giáo dục, răn đe đối tượng, tăng cường quản lý, giáo dục người đã chấp hành xong hình phạt tù về các tội ma túy và cai nghiện bắt buộc trở về địa phương. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, điều tra, bắt giữ đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy. Thời gian qua, công an Lâm Hà cũng đã tham mưu rất tốt để thực hiện cái quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đưa đối tượng vào cai nghiện ma túy bắt buộc tại trung tâm 0506. Thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến những đối tượng, thứ nhất là đối tượng ngáo đá, sử dụng ma túy quá liều dẫn đến ngáo đá thì chúng tôi ưu tiên đưa đi hàng đầu. Cái thứ hai nữa là đối tượng không có công an việc làm, sử dụng ma túy, thường xuyên trộm cắp vặt, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, và những đối tượng cộm cán về hình sự thì chúng tôi là ưu tiên lập hồ sơ đưa những đối tượng đi trong thời gian sớm nhất để làm giải quyết được cái tình hình địa bàn tỉnh Lâm Hà. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong những năm gần đây đã có hàng chục chuyên án liên quan đến ma túy đã được triệt phá, bắt giữ và truy tố hàng chục đối tượng,
thu giữ một lượng lớn heroin, ma túy đá và các chất gây nghiện khác. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay trên địa bàn tỉnh, ngoài vai trò chủ công của lực lượng công an, thì sự vào cuộc của hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư ở các địa phương là rất cần thiết. Trong đó, các yếu tố không sử dụng, không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, không dung túng bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy, quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy là những yếu tố hàng đầu góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Khi có sự đồng tình, chung sức của toàn xã hội, vấn nạn ma túy sẽ được đẩy lùi, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.